Xin chào anh em Đây là tiếng nói Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhé Đây là cái 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 loa, cái đài Radio của Nhật Nó là chạy điện 110V anh em nhé Đấy, 110V Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em Đây đầu tiên Là mình sẽ mua hai con tụ Anh em nhé hai con tụ này nó là 2,5 mi 2,5 mi Đấy, thì chúng ta đấu như sau hai tụ nó là hai dây đúng không thì nào sẽ là bốn cái đầu dây thì một cái đầu dây thứ nhất anh em đấu trụm nó vào anh em đấu trụm vào và vào thẳng cái nguồn của 110V này Đấy Đấy là cái đầu chung nhá Cái đầu dây chung còn cái dây tụ thứ hai, hai cái dây tụ còn lại thì một dây đấu vào cái uh, cũng dây vào 110V của cái biến thế. Còn một dây vào uh, dây uh, 220V nhá. Đấy. Đây là cái phương pháp để anh em mình uh, đây để mình vẽ cái sơ đồ ra như này nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ mua hai con tụ, đúng không? Hai con tụ như này. Thì nó sẽ có Tất cả là bốn đầu dây ra đúng không? Tụ 2,5 mi nhá. 2,5. Đấy, thì hai cái dây này chúng ta trụm vào với nhau. Đấy. Và đây là cái cục biến thế 110V này. 100 110. Đấy, và đây là cái dây 220V nhá. 220. Thì uh, trước tiên là cái dây 220 chúng ta cho thẳng vào tụ này. Là cái dây thứ nhất Đấy, cái dây thứ hai. Cái dây thứ hai thì chúng ta đấu biến thế này. Đây cái dây thứ hai của 220V đây. Chúng ta vào thẳng biến thế luôn. Đấy, và cái dây cái dây của con tụ ấy, chúng ta đưa vào đây. Đưa vào đây. Đưa vào chỗ này. Và cái dây chung giữa hai con tụ chúng ta cũng đưa tiếp vào đây. Đưa tiếp vào đây. Đấy. Là vào cái biến thế nhá. Vào cái biến thế. Đấy. vậy là chúng ta sẽ đã có ở đây là 220 V đúng không? Xoay chiều. Xoay chiều. 220. Nó sẽ đi từ đây. Đấy. Nó sẽ đi thẳng từ 220 V vào vào luôn một chân của biến thế 110 này. Đấy, và chân còn lại của biến thế 110 chúng ta đưa vào chân chung của hai con tụ. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái cái chân còn lại của tụ thì chúng ta lại ra luôn là 220V ra đây. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cắm thử cho anh em cùng xem nhé. Đây là cái đây là cái dây 110 này. Đấy, tôi cắm vào 220V. Cắm luôn vào đây. Cắm luôn vào đây nha Đấy. Vậy nào nó đã chạy anh em nhé Cho tiếng to lên Đấy Đã chạy Đại rồi nhá. Chúc bệnh, anh em thành công trội, Đây là trai, cái cách để Để vào những cái Ờ uh, uh, Cái radio 110V anh em nhé Chúc anh em thành công